Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay cơ sở chúng em cập nhật những loại hàng mới về của ngày hôm nay. Loại đắt tiền có mà loại rẻ tiền nhất cũng có các bạn ạ. Nên là rất là nhiều loại luôn ạ. Nên là các bạn cứ chọn mặt hàng nào đấy mà các bạn thích. Rồi hãy gọi điện cho Ngọc Bền theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Rồi Ngọc Bền sẽ nhận các đơn hàng của các bạn và giao hàng đi trong ngày luôn cho các bạn. Các bạn ở trong các tỉnh ở miền Nam thì gửi hàng đi thì chắc chỉ chừng khoảng 3 ngày là các bạn sẽ nhận được lan. Còn những tỉnh mà miền Trung với miền Bắc đây thì chắc chỉ 1-2 ngày thôi. Nên là việc giao nhận hàng vào thời điểm bây giờ thì rất là nhanh chóng. Nên là không sợ cái lan hỏng. Cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Đó. Hôm nay về rất là nhiều loại luôn đấy, như trong hình các bạn cũng đã thấy. Và ở đây em sẽ đi vào giới thiệu cho các bạn từ những cái phần lan đầu tiên nhất ở đây luôn. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2018. Rất là nhiều loại lan đang nụ mà đang có mặt tại cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền luôn. Nên là các bạn hãy chọn cho chúng ta những phần lan về để chơi hoa trong những ngày gần đây nhất nhé. Như ở đây có một chút chuỗi ngọc thôi các bạn ạ. Chuỗi ngọc thì bây giờ nó cũng đang sứt mắt nụ rồi nhé các bạn nhé. Lan chuỗi ngọc đây. Hôm nay chỉ về được có chừng mấy cân thôi. 2 cân như này thế này. Thì cái lan chuỗi ngọc thì mấy bữa vừa rồi thì nó về hàng nhiều nhưng mà hàng xấu quá em không nhập. Đợt này về được cái hàng này nó có mắt nó to hơn. Thì em có lấy mấy cân về chia sẻ với các bạn đây. Với cả nó đang có mắt nụ mà. Đây để em tìm một cái mắt nụ để cho các bạn xem. Bây giờ nó đang sưng mắt nụ này. Đó đây này. Đấy cái mắt nụ đang sưng đây. Đây. Đấy. Bây giờ nó đang sưng mắt nụ nhá các bạn nhá. Đang bắt đầu sưng rồi. Nên là các bạn cứ lấy luôn lúc này. Thì lúc vận chuyển đi thì nó sẽ không bị hỏng những cái mắt nụ mà chúng ta sẽ chăm sóc để sắp tới những cái thân nào nó chưa ra mắt nụ á, để chúng ta chăm sóc là nó sẽ nảy ở ngay vườn nhà chúng ta sẽ được xem hoa luôn nhé. Đây này, có những mắt nụ đang rất dài đây này. Đó. Đây. Lan chuối ngọc có giá là 160.000 1 kg nhé các bạn nhé. Còn ở đây là em có mấy phần lan Trần Tuấn, gồm có 3 phần to và 5 phần nhỏ nhé các bạn nhé. Thì lan Trần Tuấn thì bây giờ hiện giờ đây thì nó cũng đang sưng mắt nụ nhé các bạn nhé. Đây này, cái mắt nụ đang sưng ngay đây này. Đó, chỗ ngón tay cái em xuống chỉ xuống nó đang sưng rồi nhé. Đấy, đây này. Đó, em chia sẻ với các bạn những cái hình nó nhỏ hơn đây. Thì có giá là 200.000 một hình nhé các bạn nhé. Có 5 hình nhé. Đó, 5 hình bên trên đấy. Có giá là 500.000 một hình nhé. Đấy, cái này em đặt vào cái tờ giấy có khổ A4 nhé các bạn. Đó. Cái thân lá của nó đây. Đây là những cái phần lan nhỏ đây. Đây, những cái mắt nụ đang sưng này. Đó. Mỗi phần là 200.000 nhá. Còn ở dưới đây là những cái phần to hơn mà thân nó cũng dài hơn nhá các bạn nhá. Đấy, có 3 phần thôi. Đó, 3 phần này có mỗi phần là em chia sẻ với các bạn là 500.000 một phần nhá các bạn nhá. Đấy. Cái phần này cũng có 3 dề này. Phần này nó cũng là 3 dề này. Đó. Và phần đây nó cũng là 3 dề đây này. Đấy. 3 4 3 dề đây này, liền dề này. Đó. Tất nhiên thì những cái phần to này thì giá nó sẽ đắt hơn những phần nhỏ kia. Là 500.000 một phần nhá các bạn nhá, mà nó cũng được nhiều hơn mà. Thân nó to nặng hơn. Đó. Và còn đây là lan lụa vàng nhá các bạn nhá. Lụa vàng bây giờ đang bắt đầu nứt bông hoa ở đây này. Đấy, bây giờ cái bông này nó nở trong bao lúc lấy về mà nên là nó còn vẫn còn đang là màu xanh, chưa phải là chuyển, nó chưa chuyển sang vàng hẳn. Đấy, lụa vàng. Đấy, rất là nhiều thân tơ luôn. Tơ, những cái thân tơ này sang năm chúng ta chơi hoa nhé. Đằng lụa vàng này nó ra thân giả này. Đấy. Lụa vàng có giá là 350.000 1 kg nhé các bạn nhé. 350.000 1 kg. Chỗ này chắc chỉ có chừng 3 kg thôi. Em còn bó ngọc thạch đây. Bó ngọc thạch này em để cho bạn nào lấy thì em để giá cho là 120.000 nhé các bạn nhé. Bó ngọc thạch.
Đó. 120.000, thân rất to đẹp luôn này. Đấy, bạn nào lấy về trồng một giỏ luôn thì trồng luôn nhá. Còn đây là lan lông trắng. Lan lông hoàng thảo lông trắng bây giờ đang nụ đây các bạn ạ. Đấy, đang rất sưng mắt nụ này. Có những nụ nào ra dài thì dài rồi. Đây. Còn những có những thân thì nó vẫn còn chưa ra nụ luôn. Bây giờ mới đang là đầu mùa ra nụ nên là đấy. Hoàng thảo lông trắng có giá là 550.000 nhé các bạn nhé. Hàng đẹp nhé. Còn ở bên này đây em có cái hàng thanh lý, hàng rời này. Đó, hàng rời, hàng bị gãy rời thân này. Với cả nhiều thân nó cũng thân già này, về chúng ta làm giống nhé các bạn nhé. Đấy. Hàng gãy rời này. Đấy, thân hoa này. Có giá là 350.000 1 kg nhé các bạn nhé. Hàng giống. Cái này là hàng đẹp rồi. Đó. Đấy, cái này về bọn em cũng phải lựa. Như thân này nó bị gãy cái thân tơ này. Đấy. Thân tơ nó bị gãy này. Thì phải để hàng hàng này để làm cho các bạn làm giống 350 1 kg. Còn ở đây là lan u lồi. Lan u lồi thì cái này là hàng thanh lý nhé các bạn nhé. Những thân hoa nó bị gãy này. Đấy, thân hoa bị gãy, hàng xấu, cây nhỏ cũng có này. Đấy. Thân hoa bị gãy này. Cái này chúng ta lấy về làm giống nhé. Em bán chia sẻ cho các bạn là 190.000. Bạn nào thích lấy hàng này về trồng thì liên hệ em theo số điện thoại ở đầu tiêu đề em cũng đề cập. Cũng cũng có đề số điện thoại. Đấy, 190.000 thôi, 1 kg. Còn ở đây là u lồi hàng đẹp đây các bạn. U lồi hàng đẹp. Đây 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 là những cái thân hoa đây. Bây giờ đang bắt đầu sưng mắt nụ nhé các bạn nhé. Nên là có những thân là nó vẫn chưa ra hoa. Đấy, hầu như gần như là không ra hoa. Mà cái phần lan này là hàng chuẩn rừng Điện Biên luôn nhé các bạn nhé. Em vẫn để giá cho các bạn là 280.000 1 kg. Nhưng mà nó sẽ có cả thân nhỏ, thân thân ngắn và thân dài nhé các bạn nhé. Đấy, có những thân ngắn cỡ này đây. Đó, thân dài chung chung đây. Có những thân cũng rất dài đẹp luôn. Đấy, cái lô này thì hàng rừng Điện Biên thì lúc nào nó cũng đắt hơn cái những cái hàng vùng khác. Nên là cái giá nó, cái này em để giá nó ưu ái cho các bạn đây. Đây, mắt nụ bây giờ đang sưng rất nhiều này. Đấy. Còn những thân nào mà nó hơi nhỏ hơn thì nó vẫn chưa ra nụ đâu. Đấy. Ví dụ như đây, thân này nó đang bắt đầu nảy mắt nụ rồi đây. Đó, thân này đang nảy mắt nụ đây. Đấy. Đây các bạn nhé. 280.000 1 kg. Còn đây đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì rất là nhiều bác hỏi. Thực sự luôn. Đùi gà tròn thì hôm nay về được có mấy cân này, bon chen lắm rồi đấy. Thì mới lấy được bằng này hàng này. 240.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đùi gà tròn. Đây. Cây xanh đẹp luôn. Đó. Hàng nó hơi rời chút cũng có. Nhưng rời này cực kỳ là ít thôi. Đấy. Nó toàn rề thân to này. Đấy. Như này mà. Cái này là kim điệp nó bị lấn vào. Đấy, nó chỉ lác đác một vài khóm nó nhỏ nhỏ nó lẫn này. Đấy, đây, một chút hàng nhỏ lẫn vào này. Còn tất cả nó đều là hàng dài đẹp hết nha các bạn nhé. Đấy. 240.000 1 kg nhé các bạn nhé, đùi gà tròn. Còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên có giá là 230.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đó. 230.000 1 kg sơn thủy tiên đây. Hàng xanh mướt luôn này. Còn đây long tu thân xanh hoa tím. Long tu này thì nở xuân, nở vào tháng 2 nhé các bạn nhé. Thân to mập mạp đẹp luôn này. Đấy. Cái dòng này có một cái lưu ý với các bạn trước rằng là những cái thân già này nó hay bị thối ở trong thùng nhé các bạn nhé. Những thân này thì em sẽ cắt bỏ trước rồi. Đấy, những thân già này, này nó có những bị vết, những vết thương này này thì nó hay bị thối nhũn là những cái thân già. Còn đây là những thân tơ rất là mập mạp luôn này. Những thân tơ này dù cho nó bị xước như này nhưng nó không thối được nhé các bạn nhé. Những thân tơ này sắp tới chúng ta chơi hoa vào tháng 2 này. Nên là các bạn cứ yên tâm. Còn những cái thân già này thì tại vì trong cái thùng hộp nóng, gửi đi trên xe cũng rất là nóng nữa nên là nó rất dễ bị thối nhún. Nên là các bạn lúc mở ra thì về chúng ta rửa đi bằng nước sạch nhé. Xong rồi treo lên để khô cho em.
chứ nó không không ảnh hưởng gì đến những cái thân tơ gì cả. Thân tơ thì nó mới đẻ được cái con, còn thân già thì nó không đẻ được cái con rồi nhá. 300.000 1 kg. Còn ở đây em có cái hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi đây. Đấy, hoàng thảo vôi Bắc nhá các bạn nhá. Không phải là vôi ấy, nó lại cái này long tu thân xanh hoa tím rồi. Nó lẫn vào đây này. Đó. Đấy, hoàng thảo vôi đây. Của nhà em đây. Cũng 300.000 1 kg nhá các bạn nhá. Đấy, hoàng thảo vôi, bao gãy dập cho các bạn. Những thân này nó bị gãy thì em cắt bỏ hoặc là tách hẳn rề ra này. Đấy, để cho bán hàng thanh lý sau. Đấy, lúc gửi đi cho các bạn thì ít nhất nó phải như này. Thì nó thân tơ đây. Nhìn nó thì hơi xù xì một tí. Nhưng mà cái tính chất của nó là thế rồi. Còn đây là chầm vàng. Lan chầm vàng thì đây. Đấy, các bạn nhé. Đây, lan chầm vàng đây. Lan chầm vàng thì bây giờ nó đang nảy mầm gốc nhé các bạn nhé. Chúng ta lấy về chăm sóc để tháng 5 chúng ta chơi hoa thôi. Chứ còn bây giờ cái này thì nó không có thân tơ. Nó chỉ lên, bây giờ nó bắt đầu lên những cái mầm gốc này. Để tới tháng 5 là những cái mầm gốc này sẽ ra hoa luôn. Chứ mùa này thì nó đang 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 xuống hết lá. Đấy, đang lên mầm gốc thì là cái mùa ghép thuận tiện nhất để chúng ta chăm sóc nó. Thằng này nó cũng khó tính, là khó thuần, nhưng các chúng ta chăm sóc nó phù hợp ở nơi khô thoáng, thoáng gió, khô ráo một chút thì nó lại phát triển rất là tốt. Mà lúc mưa là chúng ta nên cất lan nhé, không nên để lan ở chỗ mưa nhé. Mưa là rất dễ bị chết cây nhé. À, em quên, chầm vàng có giá là 500.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, hàng dề đẹp luôn, từ trên dưới đều có dề đẹp này, tất cả đều dề hết, nó mới khỏe. Như cái này thì để ra bán hàng thanh lý sau. Đấy, hàng dề này thì mới gửi đi cho các bạn được. Đây, những thân này thì cắt ra. Đó. Đấy. Còn ở đây là chầm tím. Chầm tím hàng bao đẹp các bạn, to đẹp nhá các bạn nhá. Đấy, hàng chầm tím thì có giá là 850 1 kg. Hàng này hàng đẹp nhé, không phải là hàng uôm. Cái này là hàng tuyển chọn này. Hàng đẹp mướt mát luôn, 850 1 kg. Đấy. Em thì được cái là các bác cơ bản là cứ toàn bán hàng đẹp này, chả có cái hàng nó vừa vừa mà vừa túi tiền tí. Thì hàng đẹp thì tất nhiên nó phải tiền, nó cũng phải đắt lên thôi. Thì em chọn nguyên lô hàng đẹp thì em bán không thôi. Chứ còn những thằng đắt tiền này thì mua cái thằng nhỏ nhỏ dở dở gương về bán không bán được, xấu lắm các bạn ạ. Đấy, thà rằng mình mua đắt tiền một tí nhưng mà đường hàng đẹp nhé. Đấy, 850.000 1 kg. Chỗ này chắc còn chừng chục kg nữa. À quên, đây là lan trúc mạnh. Mặt hàng này luôn luôn được các bạn săn đón tại vì nó rất dễ cho hoa ở khắp mọi nơi. Chỉ mỗi tội là nó khó thuần. Đây nhá. Đấy. 250 1 kg. Lan trúc mạnh nhá các bạn nhá. Về chúng ta chơi hoa. Còn ở vùng nào mà thuần được thì thực sự là rất quý luôn. Đấy, cái này nó cũng rất là khó thuần nên là chúng ta chơi hoa là chủ yếu. 250 1 kg nhá các bạn nhá. 1 kg được rất nhiều luôn. Các bạn mà thích một giò nó vừa vừa thôi là 5 lạng là chơi cũng thoải mái thôi. Còn ở đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa nhà em đây, to đẹp mướt mát đây. Lô này đẹp em mới lấy về tiếp này. Chứ còn hàng thì có nhiều nhưng mà toàn hàng xấu, hàng cây nhỏ thì không không em không nhập đâu. Nó lác đác có một vài cây nhỏ nhưng mà được lọc nó cũng kỹ rồi nên là lác đác, nó có một chút cây nhỏ về nó bù vào cho nó đủ, làm sao cho đủ kg gửi đi cho các bạn thôi nhá. Đây này. Đấy. Còn chủ yếu toàn hàng dề hàng ấy này. 250 1 kg nhé các bạn nhé, kim điệp nhựa. Hàng đẹp nhé. 250 1 kg. Còn đây là lan đuôi chuột. Lan đuôi chuột chắc chỉ còn chừng khoảng 3 cân. Đấy, lan đuôi chuột đây. Các bạn về trồng đứng nó lên nhé. Bây giờ đang là mùa hoa này. Về chúng ta trồng lên để sang năm chúng ta xem hoa nhé. Chứ còn bây giờ những cái vòi hoa này nó dài quá, nó gãy hết rồi. Đấy, lan đuôi chuột này chúng ta trồng nó đứng ngọn lên nhìn nó rất là đẹp.
Kể cả rễ và thân lá nó nhìn đều đẹp nhé các bạn nhé. Đó. 150.000 1 kg lăn đuôi chuột. Còn đây nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng có giá là 120.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, toàn hàng dê đẹp này. Toàn dê đẹp thôi này. Đấy. Nhất điểm hoàng dòng lan rất là quý mà rất là thơm. Kể cả cây bình thường nó đã thấy thơm rồi các bạn ạ, lúc mở ra đã thấy thơm rồi. 120.000 1 kg. Còn đây là kiều mỡ gà. Kiều vuông mỡ gà nhé các bạn nhé. Hình như sưng mắt nụ à, không phải chứ. Thì sưng sưng không phải đâu. Bây giờ chưa phải mùa hoa nó nở đâu. Đấy. 230.000 1 kg nhé các bạn nhé, kiều mỡ gà. Đấy. Đẹp mướt mát luôn. Cây nó cũng ngắn vừa vừa dễ trồng mà nó được lợi về đầu cây. Cây mà dài quá thì nó được ít thân tơ nên là cây này à, ngắn ngắn vừa vừa nên là cũng rất đẹp. Còn ở đây là lan hoàng lạp. Hoàng lạp hôm nay xả hàng đi cho các bạn 100.000 1 kg nhớ các bạn nhé. Đấy, hoàng lạp này nó đang xuống lá rất là nhiều luôn. Mùa này là các dòng hoàng thảo thì nó đều xuống lá rất là nhiều. Đấy, cái này thì em cũng để được 2-3 ngày rồi nên là nó cũng xuống lá khá nhiều ạ, nên là rất nhẹ luôn. 1 kg có 100.000 thôi, bác nào đặt hàng thì gửi luôn nhé. Còn đây là cái mùi tua hoàng long vĩ thôi. Đấy, có giá là 120.000 1 kg nhé các bạn nhé. Hàng xanh đẹp này. Đấy. Đấy. Lan hoàng thảo mùi tua. Đây. Đẹp. Bóng bẩy. Rất đẹp luôn. Còn ở bên này đây là có lan kiều tua nhé các bạn nhé. Kiều tua nó khác với cái bôi tua nhé các bạn nhé. Đây. Em so sánh các bạn luôn. Cái kiều tua với cái môi tua nhé. Cái môi tua có giá 120.000 thôi. Cái kiều tua tại sao nó lại đắt thế? Cái kiều tua hàng không có nhiều nhé các bạn nhé. Còn cái thằng môi tua này có rất nhiều mà hoa lại không to bằng cái thằng kiều môi tua nhé. Cái hoàng thảo môi tua là cái hoa của nó, cả hai thằng nó đều là hoa màu vàng. Mà cái môi tua là nó chỉ có tua ở ở cái môi, cái cánh môi thôi, là cái họng á, họng giữa á, là nó tua. Còn thằng này nó tua cả cánh nên là nhìn bông nó rất to hơn. Mà cái kiều môi tua là bây giờ là đang chuẩn bị đi vào mùa hoa nhé các bạn nhé. Những cái mắt hoa đang bắt đầu sưng này. Đó. Đây là những cái mắt hoa đang bắt đầu đầu sưng lên rồi nhé. Đang chuẩn bị vào mùa hoa. Còn cái kiều môi tua là nở hoa sau nhé. À, cái hoàng thảo môi tua là nở hoa sau. Còn cái kiều tua thì nó đang bắt đầu vào mùa hoa rồi nhé. Bắt đầu sưng nụ rồi nhé. Đấy. Kiều môi tua có giá là cái kiều tua có giá là 220.000 1 kg. Đó. Hàng xanh đẹp. Bao đẹp cho các bạn luôn. Đấy. Đấy, bó nào cũng như bó nào hết này. Đấy, hàng đẹp như này em chả cần cởi ra để mà kiểm hàng nữa. Tại vì nó đẹp bứt mắt luôn. Đấy, xoay cả bó vậy nó cũng đẹp hết này. Đấy. Bây giờ nó đang sưng mắt nụ ấy nhá các bạn nhé. Chúng ta mà cấy ghép thì cấy ghép luôn mùa này về chúng ta chăm luôn những cái nụ ở tại vườn. Còn đây là long tu xuân. Long tu xuân này hàng đẹp. Cái hàng cây giống thì em bán hết cho các bạn rồi, tại vì hàng cây giống có rất là ít. Cái này y thảo. Đấy, hàng cây giống có rất là ít nên là có các bạn lấy hết rồi. Đây còn hàng đẹp đây. Nó dài tầm khoảng 20 phân trở lên hết nha các bạn nhé. 20 phân đến 50 phân. Đấy, hàng đẹp. Có giá là 270.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Gian lan thì ngày càng hiếm đi mà càng ngày lại càng lên giá. Nên là các bạn có mua nhanh thì mua luôn đi. Chứ còn không biết là lô sau nó lại lên giá nữa thì em lại tiếp tục không chia sẻ được cái giá rẻ hơn cho các bạn. Nên là cũng rất là khó khăn. Đấy. Lan long tu thì còn chừng khoảng 5 cân đây này. Long tu xuân nhé, 270.000 1 kg. Còn ở đây là trồn trắng.
Chồn trắng cây to đẹp 250.000 1 kg. Cây to đẹp nhá. Đấy. Đây, lá xếp này. Đấy, có những cây nó hơi. Cây này thì cho vào hàng cây nhỏ bên này rồi. Hàng cây nhỏ 180.000 1 kg. Đấy, bác nào thích làm giống thì lấy cái hàng cây nhỏ ấy, được nhiều đầu cây về chúng ta chăm sóc cho cây lớn dần. Đấy, còn hàng cây to lá to này thì là 250 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, còn hàng cây nhỏ thì ở bên này nó chỉ nhỏ hơn bên kia đôi chút thôi. Đấy, hàng cây to thì 1 cân nó được khoảng 5 ngọn, còn hàng cây nhỏ thì 1 cân nó được khoảng 8 đến 10 ngọn gì đấy. Đó. Còn ở đây chúng ta có hoàng thảo tam bảo sắc. Hoàng thảo tam bảo sắc thì đẹp, hoa thì cực kỳ đẹp rồi. Mà nó dễ thuần. Hoàng thảo tam bảo sắc thì hoa nó tự tựa như là hoa trúc mảnh á, rất là đẹp luôn, nó có 3 màu là tím, vàng và trắng. Thêm cái họng hơi đen đen nữa nên là nhìn rất là đẹp. Đó. Hoa nó lại rất là sai hoa cái thằng này. Đấy. 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Còn ở đây là ý thảo. Ý thảo 3 màu. Đấy, nghe đến ý thảo 3 màu là cái hoa của nó chắc chắn là phải sặc sỡ rồi. Nó cũng 3 màu chủ yếu là tím, trắng và vàng nhé các bạn nhé. Hoa nó cũng rất là sai hoa nên là cũng rất là đẹp. Ý thảo 3 màu có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. Còn đây là một mặt hàng hoa cánh trắng họng tím này, là cái ý ngọc các bạn nhé. Lan ý ngọc có giá là 200.000 1 kg. Ở đây còn lấn một, có một chút cái ý thảo lẫn vào, tí nữa em sẽ lọc sang cái hàng ý thảo sau. Đó. Ý ngọc 200.000 1 kg nhé. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Mọi người hãy đặt hàng thì gọi điện trực tiếp vào số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.